các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 7. Làm việc ban đêm rất dễ bị rủi ro. Thức dậy muộn khiến ta nghèo đói và đoàn thọ. Hỏi, thầy từng nói rằng, cho dù nhân tướng không tốt, nhưng nếu một người buổi sáng thức dậy sớm, thì vận mệnh của anh ta sẽ trở nên dần dần tốt hơn. Nhưng tôi là một người thợ thủ công và thường làm việc rất khuya, tôi không thể dậy sớm. Đáp, làm việc khuya là rất tồi tệ. Tốt nhất, bạn nên đi ngủ vào 8 giờ tối. Nếu bạn muốn làm việc khuya khoảng 4 tiếng ban đêm, hãy thay bằng dậy sớm 4 tiếng vào sáng hôm sau. Đi ngủ vào lúc 8 giờ và thức dậy sớm hơn 4 tiếng, rồi làm việc đó với ngọn đèn như vào buổi tối. Với cách này, bạn sử dụng năng lượng của mặt trời đang lên. Khi bạn đi cùng với mặt trời đang lên, đương nhiên, chuyển động năng lượng khí của bản thân bạn. Đương nhiên, sự chuyển động năng lượng khí của bản thân bạn sẽ tốt hơn. Dần dần, bạn sẽ trở nên giàu có và trường thọ. Đây là trật tự của thiên nhiên. Cho dù là bạn làm việc 4 tiếng vào ban đêm, thì việc thức dậy muộn hơn 4 tiếng vào sáng hôm sau không làm bạn cảm thấy khỏe hơn và bạn sẽ không thể làm tốt bất cứ thứ gì. Khi bạn thức dậy sớm hơn 4 tiếng, bầu không khí rất tĩnh mịch, tâm hồn và thể xác của bạn cảm thấy khỏe hơn nhiều và bạn không cảm thấy buồn ngủ. Bằng cách này, bạn có thể làm việc tốt hơn và hiệu quả hơn. Điều này có phải vì năng lượng sáng sớm của mặt trời rất tốt? Ngủ muộn vào buổi sáng là nguồn gốc của sự nghèo đói và chết non. Bạn phải hết sức thận trọng. Hỏi, thầy từng dạy rằng, cho dù nhân tướng của một con người có dấu hiệu chết non, anh ta có thể kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nhận một ít năng lượng khí dương đang lên. Làm thế nào tôi có thể nhận được năng lượng khí thành công như vậy? Đáp, do kiểm soát được cách ăn uống. Hiện nay, tôi đã đến tuổi 50. Mọi người nói tôi trông trẻ hơn tuổi. Cấu trúc xương của tôi thể hiện những dấu hiệu sống thọ. Tôi không biết được tương lai sẽ xảy ra những gì, nhưng tôi đã kéo dài tuổi thọ khoảng 20 năm. Tôi khuyến khích mọi người hãy khiêm tốn trong ăn uống, trong hoạt động tình dục và kính trọng cha mẹ. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nha. Ha ha ha, 问什么的说